40. Lâu rồi không gặp. Đúng vậy. Nào, mời. Đi thôi. Đây đúng là một chỗ tốt. Mời. Tới rồi hay sao? Nào. Đẹp không? Cô nhìn bên kia đi. Đại mạc không có đâu. Viện tử này đặc biệt dành cho mọi người đó, để mọi người ở thoải mái hơn một chút, không cần chen chúc với họ. Quỳnh có lòng rồi, đa tạ. Giữa hai chúng ta đâu cần nói đa tạ với nhau. Nếu thấy không quen thì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Sứ thần đã chỉ dẫn suốt dọc đường vất vả rồi, bây giờ đã sắp xếp ổn thỏa cả, không bằng về đợi lệnh sớm. Giờ mọi nghỉ ngơi sớm đi. Trường ca, chúng ta có nhiều phòng thế này, cô ở đâu chứ? Quận chúa chọn trước đi. Vậy thì tốt quá, ta muốn ở bên kia. Hai người theo ta. Dân ạ. Nhanh lên. Trường ca, vậy cô ở phòng nào? Ta đi dọn giúp cô nha. Ta chưa vội chọn lắm, vì ta cần đến một nơi, đi gặp một người rất quan trọng. Vậy thì ta đi cùng với muội. Đi. Dừng. Lăng quân, đến giờ cung bẩm báo rồi. Mọi người đi sắp xếp trước đi, ta tự đi là được. Dừng. Đi. Thúc Ngọc ca ca trông rất mệt mỏi. Còn chẳng nhìn thấy chúng ta nữa. Ngụy Lăng quân vừa về, còn chưa vào nhà đã đi rồi. Tiểu nhân tham kiến Vĩnh An công chúa. Mời đứng dậy. Tạ ơn công chúa. Ngụy Lăng quân vội vã như vậy, định đi đâu vậy? Thưa công chúa, Lăng quân vừa đến Tứ Phương Quán, sắp xếp nơi ở cho đoàn sứ thần Mạc Bắc xong thì quay lại. Bây giờ ngày ấy vào cung bẩm báo, đúng là vất vả cho Ngụy Lăng quân rồi. Trên đường đi có thuận lợi không? Tất cả đều thuận lợi, nhưng mà hình như ở thành Mạc Bắc Lăng quân có gặp người quen cũ. Công chúa, đây là phòng của quận chúa Mạc Bắc. Ta biết rồi. Dân. Là cô. Lần trước, to gan. Đây là Vĩnh An công chúa của đại đường, không được vô lễ.
An Du à, cô là công chúa hay sao? Thì ra cô ấy chính là bạn của Trường Ca. Nhưng không phải Trường Ca có thù với hoàng cung sao? Mình có nên cho cô ấy biết Trường Ca đã đến Trường An hay không? Không ngờ cô lại là quận chúa của Mạc Bắc. Chuyện ở Dân Châu quả như là hiểu lầm. Nhưng mà ta vẫn luôn muốn hỏi cô, làm sao cô biết trong túi của ta có chữ thỏ vậy? Bởi vì túi của ta vừa hay cũng có theo chữ đó. Có lẽ là do trùng hợp. Vậy chúng ta cũng có chút duyên phận với nhau. Túi của ta là được bạn thân nhất tặng cho. Ta còn nghĩ hai người quen nhau. Nếu đã như vậy rồi, công chúa đi xa vất vả, xin hãy nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có cần gì cứ dặn hạ nhân ở tứ phương quán nhé. Ta không làm phiền nữa. Làm sao đây? Cô ta vẫn còn sống hay sao chứ? Công chúa mà biết tin này nhất định sẽ rất vui. Công chúa à, tại sao từ khi từ tứ phân quán về, người lại cứ như người mất hồn vậy? Vừa rồi gặp vị quận chúa đó xong, ta đột nhiên nhớ đến Trường Ca. Không biết dạo này tỷ ấy sống có tốt hay không. Vừa rồi hai người nói cái gì mà túi với Dân Châu gì đó, ta nghe không hiểu gì hết. Đây là chuyện đã qua, không quan trọng đâu. Có khi bây giờ Ngụy Lăng Quân vẫn còn trong cung đó. Công chúa muốn tới gặp hay không? Mấy ngày nay Thúc Ngọc ca ca vẫn luôn tất bật chạy qua chạy lại. Để mấy hôm nữa ta đi. Đây là nơi mẹ của ta yên nghỉ. Ta muốn đưa huynh đến gặp người. Huynh làm gì vậy? Lần đầu tiên mẹ muội gặp ta, ta phải để lại ấn tượng tốt chứ. Nếu mẹ của ta tận mắt nhìn thấy huynh, chắc là người sẽ vui lắm. Trường Ca, đa tạ muội đã đưa ta đến gặp mẹ muội. Đi. Xem ra có người vẫn luôn nhớ đến mẹ của muội. Không chỉ thường xuyên đến dọn dẹp, mà đồ cũng rất mới. Đúng vậy. Thật sự không ngờ trong thành Trường An vẫn còn người nhớ đến mẹ của ta. Không biết Lạc Yên hay Thúc Ngọc cho người làm nữa. Lúc trước khi ta rời khỏi thành Trường An, điều ta lo lắng nhất chính là người ở thành Trường An sẽ quên đi việc hy sinh bé nhỏ là người. Nhưng bây giờ thì ta cũng yên tâm rồi.
Mẹ, con về rồi. Con về thăm người đây. Đây là A Chuẩn. Con muốn đưa huynh ấy đến gặp người. Giảng bối A Thi Lạc Chuẩn tham kiến phu nhân. Trường ca, ta muốn kính mẹ một ly. Phu nhân, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ta chuẩn bị chưa kỹ, chỉ có thể dùng một ly rượu nhạt để thể hiện sự áy náy và kính trọng đối với người thôi. Suốt dọc đường tới đây, Trường ca vì ta mà chịu khổ rất nhiều. Xin phu nhân lượng thứ. Bây giờ Trường ca và ta lưỡng tình tương duyệt, sau này xin để ta chăm sóc cho muội ấy. Phu nhân cứ yên tâm, sau này ta nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc cho muội ấy hơn gấp bội, để bù đắp cho muội ấy. Trước mặt mẹ của ta mà quên nói nhảm gì vậy? Không phải nói nhảm đâu, ta nói thật lòng mà. Muội đã quên những gì mình nói khi còn ở mặt Bắc sao? Chẳng lẽ đến trước mặt phu nhân muội lại muốn nuốt lời? Người thảo nguyên chúng ta đã thích ai rồi thì sẽ yêu người đó, bảo vệ người đó, chăm sóc cho người đó cả đời. A Chuẩn, đa tạ huynh. Giữa hai chúng ta không cần nói câu đó đâu. Mẹ, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm người. Con và A Chuẩn, hai chúng con cùng đi. Trường ca, Trường ca, lần trước ở Dị Thủy từ biệt vội quá, bây giờ nhìn thấy con bình yên vô sự, ta cũng yên tâm phần nào. Ta vẫn chưa đích thân giết chết hung thủ, đương nhiên ta sẽ sống thật tốt. Đứng lại, tránh xa nơi bẫy yên nghỉ một chút. Ngẩng đầu ba thứ có thần minh, ông không sợ quả báo hay sao? Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đừng có tra vẽ nữa, ông không xứng đáng đến đây. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta giết chết ông. Trường ca, nếu như con thật sự muốn giết ta thì từ khi ở Dị Thủy, ta đã thành ma dưới kiếm của con. Nếu như ta đoán không lầm, mũi tên ở Dị Thủy là con bắn đúng hay không? Ta không hề muốn cứu ông, ta muốn cứu dân chúng Đại Đường thôi. Có thể lấy Đại Đường làm trọng, lấy dân chúng làm trọng, không vì tư thù mà làm tổn hại đến quốc gia. Tốt, rất tốt. Tiểu Vĩnh Ninh khi xưa thật sự đã trưởng thành. Chuyện con ở Lạc Dương, Đỗ Khanh đã nói với ta rồi.
Nói rồi thì sao? Ta cũng sẽ không tha thứ cho ông. Ta không xin con tha thứ. Cũng không mong A Cẩn tha thứ. Im miệng. Không cho phép ông gọi tên mẹ của ta. Phương Nghĩa, lùi xuống đi. Yên tâm, quân chúa lấy thiên hạ làm trọng, sẽ không làm hại bệ hạ đâu. Con là đứa trẻ cho ta nuôi lớn. Ta biết con của ta là người như thế nào mà. Rất xứng đôi. Có người có thể bảo vệ con. Ta nghĩ A Cẩn ở dưới suối vàng cũng được an ủi. Không ngờ lại là ông ta vẫn luôn tế bái mẹ của ta. Mẹ, thù của mẹ cuối cùng con cũng không trả được. Đây là giấy tờ hộ tịch chuẩn bị cho người. Người có thể có thân phận mới, tiếp tục sống ở đại đường, không cần trốn tránh nữa. Đây là ý của ông ta sao? Ý của ai cũng không quan trọng. Chúng ta mong người bắt đầu lại từ đầu, sống cuộc sống mà người muốn, thay tên đổi họ, chôn hết quá khứ. Đây mới là điều các ngài muốn. Ta từng làm thầy của người vài năm, ta cũng hiểu được ít nhiều về người. Bây giờ người đã không còn cố chấp với việc trả thù, vậy thì tội gì cứ phải khiến cho mình mắc kẹt trong quá khứ chứ. Ta vẫn còn một vài sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành. Bức mật thư đó quả nhiên là từ tay người mà ra. Người đã quyết tâm muốn làm sứ giả của Mạc Bắc hay sao? Ta đi sứ vì Mạc Bắc là để cứu viện, cũng là để mời hợp tác. Nếu như đại đường chịu giúp Mạc Bắc, thì lúc đó Mạc Bắc đương nhiên cũng sẽ giúp đỡ đại đường. Nếu như đến lúc đó người A Thế Lạc Bộ nuốt chửng đại Mạc, hoặc là bọn họ muốn gây chiến với đại đường, thì cũng sẽ cân nhắc kỹ lại. Hai vị có biết, nếu các bộ quyết định hợp tác chỉ vì sợ chuyện hình thức mà không thật lòng muốn cầu hòa, thì tờ hiệp ước đó cũng sẽ chỉ là hợp tác trên giấy, vô cùng yếu ớt hay không? Vậy cũng đáng để liều mà. Tiên sinh, bây giờ ngài đang đứng bên cạnh kẻ mạnh hơn, chẳng lẽ cũng là vì sợ hình thức thôi hay sao? Trường ca, người có từng nghĩ lúc đầu Tề Dương và cha của người muốn làm khó bệ hạ, chuyện chu tàng bí mật như vậy làm sao mà bệ hạ biết được điểm quan trọng trong kế hoạch đó hay không? Đương nhiên là do đám tay mắt trong Đông Cung mật báo cho họ. Thái tử Kiến Thành vô cùng cẩn thận, tay của bệ hạ có dài hơn nữa, cũng không thể giới được vào thư phòng của ngài ấy. Vậy thì là ai? Hay là để ta kể cho người một câu chuyện nhé. Năm đó Tiền Tùy Vạn Đế bắt Tuần Trường Thành, khi đến Vạn Môn Quan thì bị A Thế Lật Bộ bao vây. Một vị thiếu tướng quân trẻ tuổi trên đường đi cứu vua vô tình cứu được một nữ tử trẻ trung xinh đẹp. Không lâu sau tướng quân trẻ tuổi lại phải xuất chinh. Sau đó bảo nữ tử đó ở lại với nữ quyến trong nhà. Thì ra ông ta từng là ân nhân cứu mạng của mẹ sao? Không thể nào. Vậy mẹ của ta sẽ không làm hại cha của ta đâu.
Cha là phu quân của người mà. Câu chuyện của ta vẫn chưa kể xong. Vị tướng quân trẻ tuổi đó vừa ra quân đã lập được đại công, rất được trọng dụng. Sau đó số lần xuất chinh càng ngày càng nhiều. Nhưng mà tướng quân không biết, sau khi mình xuất chinh, đại ca của mình trong một lần say rượu lại tưởng làm nữ tử đó là phi tử của mình. Đợi tướng quân xuất chinh trở về, nữ tử đó đã mang thai. Đứa trẻ đó chính là ta. Sau khi người ra đời, tướng quân rất sủng ái người. Có lẽ đó là duyên phận của hai người. Khi người còn nhỏ, gặp cha cũng không cười. Chỉ khi gặp vị tướng quân đó, người mới cười vui không ngớt. Sau đó người dần dần lớn lên, có những ký ức thân thiết như cha con của hai người. Ta không nói thêm nữa. Trường ca, trên đời này người thực sự quan tâm đến mẹ con hai người chỉ có ngày ấy thôi. Nhưng tại sao mẹ chưa từng nói chuyện này với ta chứ? Chẳng lẽ đây chính là lý do khiến cho bà ấy và cha có khúc mắc trong lòng? Cha chưa từng vui vẻ với ta. Ta còn tưởng là do ta làm không đủ tốt, đến tâm tư của mẹ ta cũng không hiểu. Ta mà là con gái gì chứ? Trường ca, muội đã mang lại cho mẹ rất nhiều niềm vui. Chính vì có muội cho nên mẹ của muội mới không còn cô đơn nữa. Nếu như mẹ của ta báo tin, thì tại sao ông ta lại đích thân giết chết mẹ của ta? Có những lúc những gì mắt nhìn thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự thật đâu. Toàn bộ sự thật. A Chuẩn à, huynh bảo những gì Ngụy tiên sinh nói có phải tất cả đều là thật không? Thì ra điều ta vẫn luôn nghĩ là thù hận đều là do chính ta tưởng tượng ra hay sao chứ? Là như vậy sao Trường ca? Chuyện này không trách muội được. Thế gian vạn sự rắc rối, đâu thể một câu chân tướng là nói rõ được hết chứ. Mỗi một người muốn rời khỏi Trường An đều bắt buộc phải đi qua con đường này. Khi đó ta đã dùng thân phận quận chúa Lý Đường phản nghịch ra đi từ đây. Ta nghĩ khi ta trở về, ta sẽ dẫn theo binh mã dùng máu để lấy lại danh dự của cha ta khi còn sống. Nhưng mà không ngờ trong lòng của ta toàn là nghi hoặc, đối diện với kẻ thù lại càng do dự. Nhưng mà ta không thể không thừa nhận rằng ông ta đúng là một hoàng đế tốt. Ta nên hận ông ta mới đúng. Nhưng từ nhỏ đến lớn, đó là người ta thương nhất. Văn thao võ lược đời là ông ấy dạy cho ta. Ông ấy thậm chí còn thân thiết hơn cả cha của ta. Ta hiểu cảm giác của muội. Lúc trước khi mẹ của ta chết dưới đao của thiệp nhĩ, ta cũng chỉ muốn lập tức giết chết thiệp nhĩ thôi, báo thù cho mẹ. Nhưng khi ta thật sự phải ra tay, ta cũng lại do dự. Nếu như ta thật sự giết chết thiệp nhĩ, sẽ liên lụy đến tính mạng của tất cả mọi người của Ân Sư, sẽ liên lụy đến sự ổn định của cả Thảo Nguyên. Đó không phải là điều ta muốn, càng không phải là điều mẹ ta muốn. Khi thù nhà và đại nghĩa xung đột với nhau, khó tránh khỏi sẽ trở nên không biết phải làm sao. Huống hồ gì bây giờ muội đang phải đối mặt với người làm chủ cả đại đường và cả ngàn vạn dân chúng sau lưng ông ấy. Muội do dự là vì muội lo cho hạnh phúc của nhiều người hơn. Ta nghĩ cha mẹ của muội nhất định sẽ không giết muội đâu. Chuyện đã qua rồi. Cho dù có phải mẹ muội báo cho ông ấy hay không, thì bi kịch này có lẽ cũng sẽ không thể tránh được. Mẹ của muội mắc kẹt giữa hai huynh đệ, có lẽ cũng chẳng dễ chịu gì hết. Ta biết, ta chỉ đau lòng cho mẹ thôi.
Những chuyện này người không thể nói cho người khác biết. Thảo nào khi đó mẹ của ta bảo ta quỳ trước tượng Phật, muốn ta thề rằng đời này không nuôi hận. Thì ra từ lâu người đã lường được mẹ của muội là một nữ tử tài giỏi, cũng là một người mẹ tài giỏi. Cho nên Trường ca, muội phải phấn chấn lên, tiếp tục sống cho thật tốt. A Chuẩn, đợi những chuyện này qua đi, Đại Đường, Đại Mạc, thậm chí là cả Thảo Nguyên đều sẽ bước vào một khoảng thời gian bình yên rất dài. Khi đó chúng ta về điền viên ẩn cư được không? Muội đi đâu thì ta đi đó. Trường ca, cô sao vậy? Ta cảm giác tinh thần của cô không được tốt. Ta không sao đâu, chỉ là chấp niệm của ta quá sâu đậm thôi, cứ phóng to thù hận vô hạn. Suýt nữa là đích thân giết chết người tốt nhất với ta. Chuyện qua cả rồi, vậy có phải là cô đã tha thứ cho kẻ thù giết cha của cô rồi hay không? Ta không biết. Có những chuyện căn bản rất khó nói là đúng hay là sai. Sớm biết như vậy ta đã nói cho cô ấy biết rồi. Sao vậy? Hôm qua công chúa Đại Đường đến, chính là vì công chúa mà lúc trước cô từng tặng túi đó. Lạc Yên, cô ấy tới rồi có nói gì không? Cô ấy tưởng ta là quận chúa Mặt Bắc, còn hỏi làm sao ta biết về cái túi đó nữa. Nhưng mà ta không nói thật với cô ấy, ta sợ là cô vẫn còn khúc mắc với cô ấy. Mụ ấy là người bạn tốt nhất của ta ở Trường An này. Đúng là ta đến rồi thì nên đi gặp mụ ấy mới phải. Công chúa à, không phải là hôm qua chúng ta vừa tới Tứ Phương Quán hay sao? Sao hôm nay lại đi nữa? Hơn nữa còn không còn xe ngựa, thần thần bí bí. Người hôm qua không phải là quận chúa Mặt Bắc. Từ cách ăn mặc trưng diện của cô ấy và cả chất liệu y phục nữa đều có thể nhìn ra cô ấy không hề có xuất thân quý tộc. Ta đoán có lẽ cô ấy chỉ là một thị nữ. Công chúa à, người dựa vào những cái đó là đoán ra sao? Hôm qua ta hỏi cô ấy về chuyện cái túi, cô ấy cứ ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, hoàn toàn khác với bộ dạng lên mặt bắt nạt người khác ở Tô Châu của cô ấy. Cho nên ta đoán cô ấy nhất định có quen biết Trường ca. Sao cơ? Vĩnh Ninh công chúa cũng ở đây sao? Vì sự an toàn của Trường ca, chúng ta không được để lộ tin tức này. Lần này ta chỉ muốn kiểm tra xem phán đoán của ta có đúng hay không, không muốn kinh động bất kỳ ai. Cũng mong là Trường ca thật sự ở đó. Đi thôi. Hạo Đô, ta thấy công chúa xuất cung không cho sắp xếp xe ngựa, lo cho sự an nguy của công chúa. Vậy là huynh lại theo dõi ta hay sao? Ta chỉ lo cho sự an nguy của công chúa. Đây là Trường An, ta rất an toàn. Công chúa nói không sai, nhưng bây giờ sứ giả các bộ đang đến thăm Trường An, công chúa nên cẩn thận thì hơn. Hạo Đô, huynh từng nói huynh chỉ bắt người làm tổn hại Đại Đường. Đúng.
Nếu như công chúa không yên tâm, ta sẽ đứng cách từ xa. Chỉ cần không có nguy hiểm gì, ta tuyệt đối không quấy rầy công chúa và bạn của mình đoàn tụ. Được. Vừa hay ta cũng không muốn gây ồn vào gì hết. Ta hiểu rồi. Thuộc hạ sẽ giữ bí mật. Trường ca, Trường ca, cô để ta đi cùng cô đi. Cô yên tâm đi Di Di, ta không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng đây là Trường An, cũng là nơi từng khiến cô đau lòng mà. Ta thật sự không yên tâm. Cô còn không đồng ý là ta đi nói cho chuẩn đấy. Chuyện này hai người định ra ngoài hay sao? Ta muốn đi gặp Lạc Yên. Mà muốn vào cung hay sao? Nhưng mà trước khi tìm Lạc Yên, ta phải đến tìm Trúc Ngọc một chuyến. Không cần tìm nữa. Trường ca, Lạc Yên, Trường ca, ta biết ngay là tỷ ở đây mà. Mặc dù hôm qua không gặp tỷ, nhưng ta có dự cảm nhất định là tỷ ở đây. Trách ta đến Trường An cũng không tới tìm muội. Bây giờ gặp được rồi, không muộn mà. Đây là muội muội ta quen ở Thảo Nguyên, tên là Di Di Cổ Lệ. Hẳn là hai người từng gặp nhau rồi. Đây là ta quen khi ở Lạc Dương, quỳnh ấy đã cứu tỷ. Quỳnh ấy tên là A Chuẩn. A Chuẩn à, đây là muội muội của ta. Được rồi, mọi người đừng nói chuyện ở đây. Chúng ta vào trong đi. Đi. Hôm nay vui quá. Bạn bè tốt của ta đều ở đây. Buổi đoàn tụ thế này, ta nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Trường ca, thì có rời khỏi Trường An nữa hay không? Cũng phải. Sao Trường An giữ được tỷ chứ? Nhưng sao tỷ lại trở thành quận chúa của Mạc Bắc? Chuyện này kể ra dài lắm. Đây là khúc thực hưởng. Thực hưởng sao? Lễ thực hưởng đón tiếp khách quý. Đây là để chiêu đãi sứ giả mới đến. Nhưng mà sứ giả các bộ đều đã đến rồi mà. Sao vẫn còn sứ giả mới đến Trường An vậy? Không biết. Thế này đi Di Di, cô ở đây đợi đã. Ta với Lạc Y cùng đi xem sao. Được, và hai người đi nhanh về nhanh. Được. Mấy người quan mang cái gì? Phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách đi. Không thể ở đây chờ chết được. Đúng vậy. Trường ca, Trường ca, nữ nhân đại đường kia là ai vậy? Dám hỏi quận chúa, người có biết người tới là sứ thần của ai thi lạc bộ không? Quận chúa không phải là đại đường, mời họ tới đây hay sao? Đại đường không có ý này. Cô là người đại đường. Quận chúa Mạc Bắc đang gặp riêng người đại đường. Không phải như vậy, ai thi lạc bộ đến đại đường có nghĩa là họ đã biết chuyện liên minh của chúng ta rồi. Ta không biết mấy người cấu kết riêng thế nào, nhưng mà chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ đây, nếu không ai thi lạc bộ biết chúng ta liên minh với đại đường, ngay lúc này sẽ cho quân tấn công chúng ta đấy. Còn gì nữa? Đúng vậy, sẽ đánh sập nhà chúng ta mất. Chúng ta mau về thôi. Xin mọi người yên tâm đi, đại đường tuyệt đối sẽ không bỏ mặc các bộ lạc. Ta có thể đảm bảo với mọi người, ta là Vĩnh An công chúa của đại đường. Công chúa? Cô ấy là công chúa sao? Không được. Không được, chúng ta vẫn phải đi nhanh thôi. Đại đường núi cao vua ở xa. Bây giờ cô nói thế thì chẳng sao. Đến lúc đó cháy nhà cháy cửa, chắc chắn bọn họ sẽ bỏ mặt chúng ta đấy. Đúng vậy, đi thôi đi thôi. Mọi người nghe ta nói đã, đừng ồn mà. Mọi người đợi chút đi. Tránh ra, mọi người bình tĩnh. Nghe ta nói đã. Đã bảo rồi mà, nghe ta. Đã bảo rồi mà. Đừng như vậy nữa. Nếu như A Thi Lạc Bộ dám đến Tứ Phương Quán thì cũng tức là có giấy tờ thông báo. Trên danh nghĩa là đi sứ, nhưng mà nếu thật sự có động tĩnh gì lạ thì chẳng lẽ Lý Đường sẽ mặc kệ hay sao? Rốt cuộc mọi người đang sợ cái gì chứ? Không thể không lo được. Tại sao mọi người đều đứng cả thế? Đang đón bộ ta đấy hay sao? Tiểu Khả Hãn,
Thì ra là cô. A Thi Lạc Bộ cho người đến hay sao? Đúng vậy. Nghe nói Tiểu Khả Hãn đích thân đến. Vì phu nhân ngài ấy hộ tống, hình như là Khả Đôn gì đó của A Thi Lạc Bộ. Có thật vậy không? Chắc là thật đó. Khả Đôn, chuyện gì nên đến vẫn sẽ tới rồi. Dì Dì lúc trước đã chết rồi. Dì Dì sau này có thể dũng cảm, tự do làm chuyện mình muốn làm. Xem đây, chỉ cần bộ ta đến đây thì đám người này sẽ như thỏ thấy đại bàng, chỉ biết chạy thôi. Ai chạy chứ? Mặt nam chúng ta không sợ. Trân Châu, cô ăn mặc chẳng ra làm sao cả. Đứng ở tứ phương quán này là định diễn là ai thế? Nếu bây giờ ta nói ra cô là ai thì có phải cô Thiệp Nhĩ? Ngươi vẫn còn sống. Sao lại lừa ta? Tình khốn này, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Không ngờ ngươi còn giả chết, hèn nhát, lừa đảo. Uổng công ta còn đánh giá cao ngươi, khắc tên của ngươi trên bia dũng sĩ. Ngươi căn bản không xứng. Đừng có ở đó giả vờ vô tội. Các người âm mưu với nhau, đâm từ phía sau. Đừng bảo ta là ngươi không biết. Từ lâu ta đã không còn muốn làm kẻ địch với ngươi. Chỉ là sau này chúng ta không còn là huynh đệ nữa. Dịch Thừa lại có thể đích thân đến Trường An. Đây là lâu rồi không gặp, Lý Trường Ca. Hôm nay Đại Khải Hãn lại bình tĩnh ghê. Lúc vừa dọn vào tắm điện còn suốt ngày kêu u u. Chứ sao? Chắc là thuốc có tác dụng rồi. Bây giờ không còn bị dày dò nữa. Cái đời Khả Hãn quay phong biết bao, bây giờ bị ốm rồi đáng thương thật. Các người bàn tán cái gì đó? Ta từng nói rồi, chuyện ở đây tuyệt đối không thể bị truyền ra từ miệng của các ngươi được. Lời thống lĩnh bớt giận, chúng tiểu nhân biết sai rồi, không có lần sau đâu. Để các người sống sót là đã khai ân rồi. Cũng để cho tất cả những người khác biết, đây là hậu quả của việc lắm lời. Xem ra bệnh này của Đại Khả Hãn có điều bất ổn trong đây.
Sao Quả Đôn lại đến Trường An thế? Ta bảo đây Trường ca, vì này là bảy là mẫu thân của thiệp nhĩ đấy. Thiếp là Khả Đôn của A Thi Lặc. Vào đây đại khả hãn bị ốm, không thể không để ta và con đến thay, chân thành cho thấy thiện ý với đại đường và các bộ lạc ở đây. Đương nhiên cũng là vì hôn ước lúc trước đại đường và A Thi Lặc bộ đã có với nhau. Ta vốn không nên đến đây, nhưng việc nghị thân cho con cái ít nhất cũng phải cho cha hoặc mẹ có mặt mới phải. Đại đường trước giờ luôn giữ lời, ta tin rằng lần này hắn cũng không nuốt lời. Ta nghĩ mọi người cũng vì tin vào điều này cho nên mới tới Trường An, đúng hay không? Thì ra họ đến để hòa thân hay sao? Muốn hòa thân à? Nào thiếp xin kính mọi người một ly. Trường ca, ý bà ta sao? Thánh thượng đại đường từng hứa sẽ hòa thân với A Thi Lặc bộ, nếu như hôm nay không cho, có phải là cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào ngài cũng có thể hủy bỏ việc liên minh với Đà Mạc không? Sao ở chỗ thế này bà ta dám nói thế chứ? Chẳng lẽ bà ta dám chắc công chúa đại đường sẽ không bị hoàng đế đại đường đưa đi hòa thân? Hào Đô, đưa mụ ấy đi trước đi, chỗ này để ta đối phó cho. Khả Đôn và Tiểu Khả Hãn hôm nay vừa mới tới, ta đại diện Mạc Bắc kính Khả Đôn và Tiểu Khả Hãn một ly. Khoan đã, tại sao không để thị vệ của cô uống giùm cho cô? Thì vậy của quận chúa nghe lời quá, xem ra quận chúa dạy dỗ không tồi. Khả Đôn có thể đại diện A Thi Lặc bộ đến Trường An làm sứ giả, xem ra cũng quản giáo gia trướng rất là tốt đó. Đó không phải là chuyện một thị vệ mặt bắt như ngươi nên quản ta.